Hello, Phương VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đánh tennis ở gần một cái chợ. Chợ này là chợ thế giới, mà nó gọi là chợ, tên cái chợ này là Jungle Gym. Thì cái chợ này là nó bán tất cả các đồ ăn trên thế giới này. À, mình có nghe bạn mình nói là hiện tại trong đây nó đang có bán sầu riêng của Việt Nam. Thì hôm nay mình đi ủng hộ cái sầu riêng của Việt Nam. Thì lâu quá mình không có đi cái chỗ này. Thì hôm nay mình đi mình thấy cửa nó đổi, thay đổi rất là nhiều. Ở đây nó có để cho mình xịt, mình sát trùng. Lâu lắm rồi mình không có đi chỗ này. Giờ nó thay đổi nhiều quá, nó mở rộng ra từ khu bên đây. Wow. Hồi xưa mình vô cái cửa là nó tới chỗ này liền, còn bây giờ nó đi một vòng. Giờ thay đổi rất nhiều. Chỗ này nó bán cheese, nó phô mai, ăn đồ ăn sẵn. Quá trời. Mình nên nó làm thay đổi nhiều quá, mình không biết đường nào đi luôn. Quá trời, phô mai ha. Ở trong đây có Starbucks ngon. Bên đây là bán rượu. I want to go the baby section, but I get lost. I don't know where to Thank you. Cái chỗ này bây giờ hả, nó thay đổi nhiều quá. Mình đi bị lạc luôn, không biết đường để đi luôn. Phải hỏi cái đường nào. Mấy anh. Sao mà. Chỗ đây bán rượu bia mà nó lớn vậy. Và đúng rồi, ngay chỗ này đúng đường à, nãy mình đi lạc đường bên kia.
là lâu quá mình đi, nhưng chỗ này là bán thịt heo, chỗ này bán bánh nè, bán bắp rang nè. Còn hồi xưa nó bán thịt heo chỗ này, ok bây giờ cũng không còn. Đây đây bán thịt bò, đây đúng rồi, tới cái chỗ này bán rau quả rồi, dã man thiệt. Bây giờ nó là thay đổi nhiều quá. Trong đây nó cũng có bán bí ngô. Này hồi xưa là mình thường đi chợ này, nhưng mà lâu lắm rồi giờ mình không có đi nữa. Chỗ này bán rau củ. Chợ Jungle Gym này được thành lập vào năm 1971 và đầu tiên thì với chỉ có vài sạp bán trái cây của nông trại thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ chợ Jungle Gym có hai cái vị trí chợ, có hai cái chợ đó là ở Fairfield và Cincinnati. Thì hai cái chợ này đều ở Ohio và cái tổng diện tích của nó rộng cỡ khoảng là 500.000 square feet, thì cái này mình đổi ra nó cỡ khoảng 46.451 mét vuông. Thì ở trong chợ này nó bán hàng trăm ngàn sản phẩm của 70 nước trên thế giới. Thì các bạn thấy là bán rất là nhiều sản phẩm và cũng rất là đa dạng trên thế giới. Thank you.
Cái này tròn mình tròn nó sẽ có tính tiền xong về về nha.
bữa nay không có nhiều người đi chợ. Giống như là jungle, giống như là hoang dã, một cái rừng hoang dã.